Hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Thì bây giờ hết mùa đông rồi, bây giờ vô mùa hè rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng quay những cái loại rau của Việt Nam mình mà nó mọc ở Nhật rất là nhiều mà người Nhật không có ăn. Thì để mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ nó cũng bắt đầu mọc lên cũng rất là nhiều rồi. Nó mọc dài dài cho tới tầm khoảng mùa thu thì nó mới bắt đầu nó tàn dần, và tới mùa đông thì nó rụi luôn, và qua mùa xuân mùa hè thì nó sẽ mọc lên lại. Rồi mời cả nhà và các bạn cùng xem clip nha. Chúc cả nhà và các bạn có một ngày thật là vui nha. Bữa nay vợ mình cũng mới qua chơi, thì bây giờ mình đi quay cái này trước, thì chiều chiều mình mới dắt vợ mình đi ra hái ra húng lũi, tại vợ mình mới qua cũng hơi mệt cho nên nằm nghỉ ở nhà, mình đi quay vòng vòng trước. Mình gặp cái bác này đang cấy lúa nè. Ở bên đây thì người ta cấy bằng máy không à, người ta làm gì cũng bằng máy móc hết, cho nên là ít sức lao động lắm. Nó cấy bằng máy này nó rất là nhanh và hiệu quả nữa, nó đều nữa, nó sẽ đạt cái năng suất nó cao hơn. Máy này thì vừa cấy và vừa bón phân luôn đó, cái thùng ở phía trên nó là thùng phân á, nó mình vừa cấy là phân nó vừa chảy xuống luôn, mình khỏi phải đi gãi phân đó, nó rất là tiện lợi luôn, công đôi việc luôn. Thì cái hệ thống nước ở đây nè, cái nước mà dẫn vô trong ruộng này là nó là nước suối ở trên núi, nó chảy xuống cái hệ thống nước nó chảy xuống, và nước này cực kỳ trong luôn, rất là trong, rất là sạch luôn. Cho nên là cái mình đi hái rau cần nước á, là nước ruộng ở trên nó có chảy xuống thì cũng rất là bình thường. Và với lại những cái đường nước nè, những cái đường nước dẫn vô ruộng rồi nè, là nước nó rất là trong, tại vì nước ở trên suối nó chảy xuống mà. Nè, để quay cho mọi người xem nè, nó nước nó trong lắm. Còn ở Việt Nam mình á thì sử dụng bằng nước sông thì nó hơi đục, tại nó có phù sa nó hơi đục. Còn ở đây thì nước suối. Đó, nước trên suối nó chảy xuống rất là trong luôn, cực kỳ trong. Nè, ở đây ba cái rau diếp cá quá trời luôn nè, nó mọc ven đường nè. Đó, mọc ven đường rất là nhiều luôn. Quá trời tốt luôn nè. Đó, có cái bác người Nhật mới đi ngang, người ta nói cái này là không phải là rau, mình nói ở Việt Nam cái này là rau, người ta không tin. Rau má nó tốt mà, y như chồng luôn á. Ủa lộn, rau diếp cá chứ, quá trời luôn. Bên đây thì không có nắng cho nên là nó ít hơn, bên kia nắng nó nhiều quá cho nên nó mọc nhiều lắm. Bên đây thì không có nắng đó, nó mọc cặp đường đi vậy nè. Đó, cặp đường đi nó mọc như là cỏ luôn, quá trời luôn, toàn là nó không luôn á. Đó, rất là nhiều. Ở đây không có nắng cho nên nó không được tốt, mọc ra tới ngoài lộ luôn nè, quá trời tốt.
Và đây là gạo cần nước của Việt Nam mình à mọi người. Đó, nó mọc dài dài với cái đường kinh này nè. Cái này nó chưa mọc nhiều, vài bữa nó vô hè nó mới mọc nhiều. Đó, nguyên cái đường kinh này là nó mọc dài dài nhóc luôn. Nè. Này nó chưa có lớn nhiều. Cái này vài bữa nóng nóng lên xíu nữa là nó tốt dữ nữa. Cái này là nó mới mọc lên thôi, tại vừa trời nó vừa ấm lên á, cho nên nó chưa có cao, nó còn thấp thấp ở dưới. Ngon mướt luôn nè. Cái này phải lậu xuống mới hái được. Rất là non luôn. Này đem về xào thịt bò ăn thì khỏi chê luôn. Non xèo à. Này nó lội xuống hái, tại vì ở trên đây cao á, dưới không tới. Nó dài dài ăn đó nhiều lắm. Nếu mấy cây xanh xanh ở dưới đó là toàn là gạo cần nước không á. Dài dài lại tới đằng đây luôn. Cái này khoảng một tháng nữa, một tháng nữa là nó sẽ mọc nhiều, nó sẽ cao lên. Nó mấy cái xanh xanh ở dưới đó là nó không đó. Nhìn nó rất là non luôn, xanh mơn mởn nè, nó non mướt luôn á. Nhìn là muốn ăn sống liền luôn. Nhìn nó rất là non. Xanh lè tại vì nó mới mọc lên mà, non lắm. Để mình bứt thử lên một cọng nè, đó. Non xèo luôn. Này về mà chấm ăn sống cũng ngon nữa. Để mình bước xuống cái chỗ thấp thấp này nè, dựa ngay chỗ cái ống nước này nè. Bứt dài cọng về ăn. Non quá trời non luôn nè. Đó. Tính lội xuống mà làm biếng quá, bật quần dài làm biếng lội xuống. Đó, đứng chồm chồm ở đây hái cũng được rồi. Đó. Non xèo luôn nè, đã hết sức luôn. Đó, để lên trên đây. Đó. Mình hái được nhiêu đây nè cả nhà. Cái này về mình lặt ra, lặt lấy cái non khúc trên chắc cũng không còn bao nhiêu, tại vì cái khúc dưới nhiều khi nó hơi già, nó có rễ nè, nó hơi già. Mình chỉ lấy khúc trên mình ăn thôi. Đó. Này về rửa sạch sẽ lại. Cái nước ở trên ruộng nó chảy xuống á, tại người ta mới cài á, mấy cái ruộng mà người ta mới cài mới xạ, nước nó chảy xuống á, nó hơi đục. Cho nên là cái cọng này nó không có được sạch mấy. Về mình rửa mình ngâm nước muối lại. Nè, non lắm luôn á. Hấp lưu à. Tại vì ngay cái lúc này nè, là nước ở trên ruộng á, người ta cài á, cho nên nó đục. Chứ mình hái tầm khoảng một tháng nữa, là vô hè rồi đó, là nước nó sẽ không có bị đục nữa. Tại vì lúa người ta trồng nè, nó sẽ lớn lên rồi, là nước nó hết đục rồi. Tại người ta mới cài, mới xới lên á, để cho đất nó tơi xốp rồi để người ta trồng lúa thì nước nó sẽ bị đục. Chứ còn mà cái nước mà nó để nó dẫn vô trong ruộng à, là cực kỳ trong mát luôn, rất là trong luôn. Tại nước suối mà, nước ở trên suối người ta chảy xuống là người ta dẫn vô ruộng rất là trong. Nhưng mà do người ta cài xới lên á, nước nó mới đục.
Đây là húng lũi. Húng lũi này của Việt Nam nè cả nhà. Nhưng mà nó mọc ở đây rất là nhiều luôn nè, không ai ăn hết trơn luôn. Đó quá trời luôn. Nè, nó mọc dài dài nguyên đám luôn nè. Đó toàn là húng lũi không á. Nè. Quá trời tốt luôn. À này nó mới mọc lên nè. Nó còn non, nó còn tốt lắm luôn. Hôm được rồi mùa hè thì mình không thấy. Hay là do mùa hè nó mọc lên một lần rồi nó rụi. Bây giờ nó mọc lại nữa nè. Đó. Như ngải cú. Nè, này là ngải cú. Này là húng lũi Việt Nam mình. Nó rất là thơm luôn nha. Đó. Hái vài cọng về coi có ăn gì á thì mình ăn. Nấu canh hay là trộn rỗi gì đó. À, quá trời luôn. Nguyên đám luôn nè. Tốt ghê luôn á. Rất là tốt. Vừa tốt vừa mập vừa non nữa. Đó. Ở trong siêu thị lâu lâu cũng có bán mà mắc lắm. Đó. Ngoài đường mọc đầy nhưng mà không ai ăn. Còn trong siêu thị thì bán mắc như vàng vậy đó cả nhà. Nè, dài dài nè, quá trời luôn. Này là nguyên đám ngải cứu luôn nè. Giờ là buổi chiều rồi, giờ mình dắt vợ mình đi ra đây hái rau húng lũi. Buổi sáng thì mình đi hái rau cần rồi. Ngải cứu nó mọc tốt ghê luôn á. Ờ, hái cái đọt non thôi. Vì mình có hầm gà gì ăn cũng được. Trời hết nắng rồi. Cái đó, cái này đâu có ăn đâu. Chủ yếu là hầm để cho nó ra nước rồi thôi. Còn không, bằm nhuyễn á. Chiên với trứng. Ờ, sắc nhỏ 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 nhuyễn nhuyễn á. Sắc nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ, chiên với trứng. Nói chung là ăn mùi cũng lạ lạ, nói chung là lạ lạ miệng cũng được. Chồng chiên với trứng ăn thử chưa? Rồi. Ngon không? Ăn cũng được, lạ lạ miệng. Mấy cái này thì ăn ít ít thôi chứ không có lạm dụng nó nhiều quá. Nó bị đông máu không? Không biết nữa, nó cũng có tác dụng phụ, ăn nhiều có tác dụng phụ. Nó trốn trong cỏ nè, mình hơi khó thấy lắm chứ mình dạch ra nó rất là nhiều luôn nè. Đó. Nhiều lắm luôn. Nè. Nó mọc chung với cỏ. Dài dài bên đây nữa nè. Quá trời luôn. Mình nhìn kỹ mình mới thấy nó được. Nè. Đó. Húng lũi này rất là tốt luôn nè. Cây dài thòn. Đó. Nó chen chung với cỏ. Từ lưa luôn đó. Dài dài đây toàn húng lũi không à. Ở đằng kia thì là ngải cứu. Ở đây thì húng lũi. Đó. Nó chen với cỏ rất là nhiều. Cái này mà tới mùa thu chuẩn bị qua mùa đông á là cỏ nó sẽ rụi. Húng lũi nó sẽ còn duy trì được là mình thấy húng lũi nó gõ lắm. Này mình ngắt nó sâu sâu xuống tí xíu để cho nó được lâu. Đó. Này bỏ tủ lạnh rồi mình gói giấy báo vô á, nó sẽ được bền lắm, để nó lâu lắm, nhiều khi để cả tháng trời luôn á. Tốt ghê không. Ừ, nó thơm mà. Họ đó đâu có biết ăn đâu. Sau này ăn rồi nó quen mới ăn được. Nè, nó hực cái mùi lên thơm ghê luôn. Quá đã luôn. Ừ. Được một bọc rồi nè. Thơm quá trời. Này ăn với thịt nướng đó, ngon.
Ờ, nhóc chưa? Rồi lên về. Đây, được một bọc rau bự luôn. Bao nhiêu rau đây chắc cũng khoảng ở trên mạng á, ở trên mạng ở đây người ta bán chắc cũng khoảng 400 nghìn á. Đó. Rất là nhiều. Cả ký rau. Rồi, được một bọc rau rồi, bây giờ đi về thôi. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình.